xong rồi đấy. Ông chú cắt cho cháu quả đầu đi về quê hỏi thăm ông bà ngoại cháu đâu nhỉ? Đấy, quả đầu đi thăm ông bà ngoại, về quê thăm ông bà ngoại cháu đấy. Ôi, quả đầu này nghe chiến quá không được rồi, cháu đang làm con ngoan cháu giỏi. Thế à? Vâng. Thế ông bà cháu không thích cho ông cháu cắt quả đầu chiến này à? Đúng rồi chú. Rồi ra chú toàn cắt đầu chiến thôi, có bao giờ cắt đầu hiền lành đâu. Thôi để tặng đầu lành nhá. Thế này không được rồi chú ạ, cháu phải phạt chú tiền mới được. Ô, thằng này, thôi chú phạt tạm trăm được không? Ôi, không được chú ạ, phải phạt gấp đôi, 1 triệu. 1 triệu cháu lấy tiền về quê. 1 triệu á? Rồi chú. Rồi ơi, bảo. Thôi được rồi, 500 được không? Ờ, được rồi chú. 500 nhá, tôi cầm tạm 500 của anh. Ông cháu chú này, chú toàn cấp nhầm thôi, thông cảm chú cái nhá. Hôm nào đưa mấy thằng bạn ra chú cắt tóc nhá. Rồi, ok, lần này cháu tạm bỏ qua. Ok nhá, thôi thông cảm chú gái nhá. Rồi. Ôi, về đi ông cháu nóng ơi.